Vâng, có thể nói là đối với những ai thích xe dịch thì ngoài việc là chúng ta lựa chọn vé máy bay rẻ để đi du lịch tiết kiệm thì chúng ta sẽ còn chọn lựa những combo về những tour tuyến du lịch giá rẻ để có thể là thỏa mãn niềm đam mê du lịch, thế nhưng vẫn hạn chế được số tiền mà mình bỏ ra để đi chơi. Và sau đây chúng tôi sẽ cho quý vị và các bạn thêm những cái gợi ý rất đáng quan tâm khác. Ngày 2 tháng 12 năm 2022, Vietjet Thái Lan mở lại đường bay thẳng duy nhất kết nối Đà Lạt với thủ đô Bangkok của xứ Chùa Vàng sau gần 3 năm tạm ngưng vì đại dịch. Đường bay giữa Đà Lạt và Bangkok, sân bay Suvarnabhumi sẽ khai thác 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật với thời gian bay khoảng 1 giờ 45 phút mỗi chặng và có thể tăng tần suất trong thời gian tới. Hành khách có thể mua vé máy bay từ Đà Lạt đến Bangkok với giá vé chỉ từ 360.000 đồng một chiều, chưa bao gồm thuế phí, tại www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air và các phòng vé đại lý chính thức của hãng trên toàn cầu. Đại diện Việt Nam tại Miss International 2022, Hoa hậu quốc tế Phạm Ngọc Phương Anh đã chính thức lên đường gia nhập đường đua sắc đẹp uy tín đứng thứ 3 toàn cầu. Vietjet là đơn vị tài trợ vận chuyển độc quyền đồng hành cùng Á hậu Phương Anh sang Nhật để tham dự cuộc thi này. Người đẹp sử dụng hạng vé Skybox Business cùng Vietjet. Với hạng vé thương gia này, người đẹp sẽ có những trải nghiệm thú vị tại phòng chờ sang trọng để thư giãn và nghỉ ngơi trước khi bay. Menu ẩm thực độc đáo, không gian kiến trúc đẹp mắt cùng đội ngũ nhân viên tận tâm sẽ mang đến cho hành khách những giây phút thư giãn thoải mái, trở thành dấu ấn khó quên trên chuyến bay Vietjet. Theo Cục Hàng không Việt Nam, những thông tin cạn vé máy bay dịp Tết chỉ còn vé hạng thương gia là không chính xác. Cơ quan quản lý nhà nước vẫn đang quản lý chặt việc công bố giá vé của các hãng hàng không, đảm bảo không vượt quá khung giá quy định hiện hành. Về phía Cục Hàng không Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn trường hợp hành khách phát hiện hãng hàng không mở bán vượt khung giá quy định, hãy thông báo cho Cục Hàng không Việt Nam. Cơ quan này sẽ lập tức tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.